Kính chào quý vị khán giả của Việc Tử Tế, có một chia sẻ như thế này ạ. Chúng tôi đã rớt nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ vùng cao ở Nam Trà My, Quảng Nam hớn hở với bữa trưa là bát cơm ăn với muối trắng. Chính vì lẽ đó đã thôi thúc chúng tôi làm nên dự án này. Vâng, đây chính là chia sẻ của anh Nguyễn Bình Nam về dự án bữa cơm miền núi vô cùng ý nghĩa mà các thành viên của nhóm đã thực hiện xuyên suốt 5 năm qua. Có những giấc mơ chập chờn sau những dãy núi. Giấc mơ giản đơn về một bữa cơm có thức ăn của những em bé đồng bào nơi đây. Điểm trường thôn 5, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam có khoảng 70 đến 80 em từ cấp mẫu giáo cho tới lớp 3. Từ lúc mà lên đây á, thì khi mà thông báo học sinh đi học cả ngày á, là các em có đùm cơm theo ăn, nhưng mà đó là chỉ cơm trắng hoặc là muối đơn giản. Là lúc đó là em cảm thấy là hoàn cảnh của em rất khó khăn, đến ăn mà những bữa ăn cá thịt cũng không đầy đủ. Xuất phát từ suy nghĩ phải làm gì đó để giúp các con, cô Nga đã tìm cách kết nối với dự án bữa cơm miền núi và nhận được sự hỗ trợ đều đặn thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Cô giáo nhận trách nhiệm đi chợ, phụ huynh lại hỗ trợ cô gửi thức ăn đi bộ khoảng 2 tiếng để vào điểm trường. Thì phụ huynh thấy thương các cô với là các con, thì phụ huynh lên giúp các cô, cảm thấy cũng rất là vui. Đường đi học rất là xa, cho nên là có những cái bữa cơm như thế này thì khuyến khích các bé đến trường đều hơn. Và có một số bé thì mình thấy là khi thời gian quay trở lại thì các bé nhỉnh hơn. Hôm nay vẫn là những nụ cười hớn hở, con cùng các bạn đến trường. Trước khi vào lớp, cô dùng bút ghi tên con lên túi ni lông để tránh lẫn với túi cơm của các bạn. Bữa cơm trưa hôm nay, con cùng các bạn có thêm món thịt gà rang. Chỉ giản đơn như vậy mà khiến bữa cơm nào cũng rộn ràng, háo hức lạ thường. Hôm nay con được ăn cơm với món gì nhỉ? Món gà. À, thịt gà. Thế hôm nay có ngon không nhỉ? Ngon. Ngon à? Hôm nay mình ăn no bụng chưa? No rồi. Ấm bụng là học bài, ấm bụng là có thể ước mơ. Trên hành trình của mình, dự án bữa cơm miền núi không chỉ đến với điểm trường Trà Cang mà còn là 13 điểm trường khác thuộc Quảng Nam và Quảng Ngãi. Và ở đó, những giấc mơ tiếp tục được thắp sáng lên bởi những tấm lòng.